Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn công cụ chuyển đổi layer trong phần mềm AutoCAD 2015. Công cụ chuyển đổi layer có tác dụng như thế nào? Giả sử bạn đang thể hiện một cái bản vẽ với rất một bộ layer của riêng bạn. Tuy nhiên, khi các bạn làm việc với một đối tác khác, họ lại có một bộ layer với những cái tính chất khác nhau và họ yêu cầu rằng bạn hãy biến cái bản vẽ của bạn từ cái bộ layer này thành cái bộ layer này. Đấy. Thì chúng ta sẽ phải làm sao? Thì các bạn có thể sử dụng công cụ Lightrain. Đấy, các bạn gõ LA Lightrain nhé. Đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Lightrain. Các bạn enter. Đấy. Thì bộ công cụ này sẽ cho phép các bạn biến các layer của bạn thành những cái layer mà có từ một file khác. Các bạn có thể kích vào load và dẫn đường link đến cái file của các bạn. Đấy, các file đây là đây file của chúng ta là file 1, còn file 2 là cái file của đối tác chẳng hạn. Đấy, mà là cái file mà chúng ta muốn sao chép layer. Đấy, thì các bạn thấy này, ví dụ như trong cái file của chúng ta nó chúng ta có các layer là cắt, dim, thấy. Đấy. Và trong cái file của họ lại cũng có file nét cắt, nét dim, nét thấy, và hai bộ layer này là tính chất hoàn toàn khác nhau. Đấy, thì các bạn có thể sao chép, ví dụ các bạn kích vào cái này này. Đấy, các bạn muốn cái layer nét cắt của bạn nó cũng giống cái layer nét cắt của anh này. Đấy, thì mình sẽ kích vào chọn hai cái này, xong mình kích chọn map. Đấy. Tiếp theo, mình có chọn kích vào nét dim này. Mình cũng chọn bên này là nét dim này. Đấy, mình kích vào map. Đấy. Hoặc là nét thấy này. Mình cũng kích vào nét thấy này, mình chọn map. Đấy. Sau đấy này, sau khi chọn xong, đấy, thì các bạn sẽ kích vào translate này. Đấy. Còn nếu như đôi khi mình lưu ý này, các bạn có thể là chọn công cụ new. Nếu như giả sử trong cái file của họ là mình họ chưa có một cái layer nào đấy thì các bạn có thể kích vào đây để tạo ra một layer mới, ví dụ là nét cắt. Đấy, chẳng hạn. Đấy, cái này đã có rồi, ví dụ là nét hatch nhé. Đấy. Đấy, thì nét hatch chẳng hạn, thì các bạn có thể sao chép cái này này cho nét hatch. Đấy, thì tương tự thôi, cái này chỉ nó cũng giống như load thôi mà chúng ta tạo ra. Đấy. Thì sau khi các bạn lựa chọn xong, các bạn kích vào Translate này. Này, thì phần mềm nó bảo rằng các bạn có muốn lưu cái map, cái thông tin map của file chúng ta trước không. Thì các bạn có thể kích vào đây để lưu, hoặc các bạn nếu muốn chỉ Translate, tức là di chuyển thôi, thì các bạn kích vào cái này. Đấy, đấy, các bạn thấy chưa? Thì sau khi kích xong, thì các layer của chúng ta nó sẽ được thay đổi này. Các bạn thấy này, trước đây nó màu khác bây giờ này, nó đã màu khác rồi. Các bạn vào này, đấy các bạn thấy chưa? Từ cắt dim thấy nó đã thành nét cắt, nét dim nó thấy, và tính chất của layer đã được thay đổi. Đấy. Thì đấy là một cái công cụ rất là hữu hiệu để giúp các bạn là đi làm, gặp trong những cái môi trường mà có thường xuyên tiếp xúc với nhiều bộ layer đến từ nhiều công ty khác nhau. Đấy, thì công cụ này là cực kỳ hiệu quả. Đấy. Thì đấy là những gì mình chia sẻ trong bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.